Mama, con đi. Mama, con đi. Từ đâu anh mama? Mama. Ôi chị Lily vai. Con đi mang tao mama á. Ôi chị Lily về đi. Mama tao không? Ê, tao không. Đây mama. Đi tao không? Đây, xin mama. À, cô. Mama, mama, đi cả sáu cao đi ok á. Dạ. Sí. Mama. Aki mama, đi cả sáu aki. Mama, đi cả sáu aki con. Aki mama. Mama, mà ta đi. Tao rồi á. Tự rồi. Tự rồi. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh và Lâm, đó là Chubby. À, buổi sáng ngày hôm nay đã chú cháu Huy Khánh cùng em Nini là ở trên nhà xuống là đi qua khu thành phố thì là Nini là hôm nay là rất là rảnh là mang theo tăng đơ này, mang theo khăn choàng này và mua một túi bánh mì xuống thăm bà con và cũng muốn là cắt tóc cho các em nhỏ ở bản. Thì là nói chung là đó là một cái ý tưởng và một cái rất là hay, rất là ý nghĩa là các em nhỏ ở đây là cũng chẳng bao giờ được biết đến cái tăng đơ Việt Nam, tăng đơ để cắt tóc. Thì nhà em thương là làm quán tóc móng mi thì là em nay mang cầm đồ xuống để hỗ trợ bà con dân bản và mua một túi quà cho bà con thì là bố chia cho mọi người mama. Yeah. Đi can xá cùng mẹ á. Yeah. Bây giờ Khánh với chú là sẽ chia cho các mama và các em nhỏ mama. Yeah. Thì, Khánh thay em thương là chia cho bà con mama. Tôi được kinh ăn sáng đây với Aki á. Muối tôi ngon. Khánh gọi các em nhỏ tôi đây rồi để chia cho mọi người. Đi à. Mama. Mama, mama đi can sáng bao cao được không mẹ á? Đây, đi xin cơ. Cú mẹ ra, mama cú mẹ ra. Ra sao được tối? Aki cái này ăn sa. Aki, tạ vâng. Tanh đổi, Aki. Ê. Rất là nhiều bánh mì. Dạ vâng. Hôm nay là em Phong là ở nhà trông cửa hàng thì là đây cho bạn lái xe. Đây camera máy ăn thì là đây là bạn lái xe cầm cho camera máy ăn nhá. Đây của Thương đây. Ăn cùng bà con cho nó vui. Anh một cái. Bố nữa. Dạ vâng. Mama, mama Vega, được bố. Cú mẹ ạ, cơ bố tí nào ạ? Để bố DVD ổ tụi kia ăn xa. Đúng không? Tụi kia ăn xa, để bố Lily cú mẹ tin cậu ta cá bê lửa. Đúng không? Đúng không cú mẹ tên xí cô? Đúng không? Chúng ta cú tụi bố. Ý số đen tụi tay nhằm nây tìm. Ý số bao bông. Ý số bao Việt Nam mình ta phát rẻ. NT bú cao đồ nây tì đen tụi. Đúng không? Thì là Khánh đang cho bà con nghỉ ngơi một chút. Thì là bây giờ thì cùng đi ra đi. À cô đàm mà tin DVD từ ba nhiều xí. Tụt ba ba ma ma ta ca va nhé. Thì là bà con đóng hết đất ở khu này rồi thì là Khánh xuống bản thì là mọi người đang cuốc đất để chuẩn bị cho các đóng loạt gạch tiếp theo. Thì là bây giờ là xem nào sắp xếp xem là Jose Fla với Tiêu Si cùng. Để bôi tuần ra cùng tiêu á. Để bôi vai mà tê phe rồi lấy xì mà. Để bôi mà tin tiramidi đá tiêu cô ta. Để bôi cô lô ca lấy xì mà. Cari nhà mà tin ra comra sáp à. Ta vi. Đà bông. Mẹ tê ca giá tres sáp à. Ok. Mà tin nó xa bí. Để bên đê lô giả. Nó xa bí anh đi viago đá ô. Quanto ô đá. So để bôi anh đi vi. Ok. So xa bí á xì. Thì là sắp xếp như thế cho bôi nhá. Được tí cho các bạn ấy làm như thế. Tạm bông ơi mẹ, cô mẹ. Tạm bông. Các em nhỏ chắc là đang chạy lung tung chơi á, chưa biết là mình xuống. Mama bắt được cô mẹ. Mama bắt được cô mẹ quan tù bao giờ? Bắt được cô mẹ vin tí. Yeah. Yes, 30. 30. Mama. 30 mama sabe como? 30 fica assim. Depois mama bebe água, bebe água, ele abre assim. Deixa. 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 Ele vai sair. Tá bom.
Đây các em nhỏ ai ăn hết thì cứ lấy thôi, rất nhiều bánh. Em thương mua 100 cái. Eu comi 50. Ba barriga ficar assim. Andar assim. Depois nessa criança. Tá bom. Yeah. Porque comer 50. Assim aqui cava. Força. Finíssima da casa também força. Andar. Tá bom. Lili quer ir fazer unha, mamá? Também tempo agora, tudo mamá tá fazendo adobe. Não tem como fazer unha. Tempo já tem muito. Sim. Quando aqui comunidade tem festa? Martin fala, Lili vi aqui dia fazer unha bonito. Mamá vai fazer festa, ok? Como é? Vai me dar só esse. Qual é esse? É. Mas eu não trabalho. Thế là bây giờ để mọi người ăn ngồi nghỉ giải lao tự nhiên một chút thì là một lát nữa thì vào công việc thôi nhá. Để cho bạn cameraman ăn nữa không à? Bạn nó cứ mãi quay. Tao không cao được, tao cũng mẹ. Phụ bì nhé bố nhá. Cho vào phụ bì cơ. Rồi bố bỏ ra đi. Rồi ok. Cắt 6m15 bố nhá. Trên này thế nào? Đo mấy điểm này? Rồi cắt 6m15. Trên này nữa. Cái trước mình chuẩn, mình đo, mình kiểm tra thôi. Rồi 6m15 bên này nữa. Rồi 6m15. 6 cây 6m15 nhá. Đây để giờ con đo cái máy bên bếp này á. Ba mét chín năm. Ba cây 3m95 bố nhá. Nào, xuống cô Aki.
Não, faz assim. Ok? Mete. Oh! Cara, sabe a vir? Xe vật liệu vừa mới đến. Khánh làm nốt cái đoạn này, tí Khánh ra cho các bạn ấy chờ đấy. Giờ làm ấy xong này là tí chú sẽ đi hàn hết. Cái xà phò là tao mày nhá. Để bôi tiêu, dơ dây vai sổ đà, tao bố. Cái xà bình. Ok. À bên anh tán rồi bao nhiêu? Lên trên cao cùng ấy. Đo chuẩn nhá, để ra con đo bên này. Rồi 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 rồi. Bên cả. Bên cả. Ok ok, tao bỏ phê xả massage kì. À amigo. Bạn lái xe bạn ra đây bạn gọi Khánh luôn. Đây đầu này chuẩn rồi nhá bố nhá. Con đi à. Tá bom. Caro matéria já vi, hã? Tá bom. Dá dá massa mete aqui. Eu fez a fora. Sim, mete em cima. Era boa aí, mấy các bạn đặt nhá. Mấy dâu dây đặt để con ra con nhận vật liệu. Ngon. Rồi. Ngày hôm nay rất là vui. Là bạn có em thương em xuống là động viên bà con một chút với cả cắt tóc cho các em nhỏ. Em nhỏ rất là vui thì một lát nữa thì Khánh sẽ ra chỗ em cắt tóc cho các bạn đấy. Amigo. Vậy là thế bây giờ là Khánh xuống nhận xe vật liệu. Bên cửa hàng người ta vừa chở đến. Hôm nay là đến sớm nhỉ bố nhỉ? Mọi hôm thì đến muộn. Không biết đâu mà tính công việc với các cửa hàng này được. Tao bông, tí xí cô, tí xí. Bên cửa hàng lại mang nhầm cho Khánh là cái lóc rồi rồi. Mình lấy cái lóc nhọn này cho nó đẹp các bạn. Đi mang cho mình cái nóc này, nóc tròn này. Cái lóc tròn này là giống giống kiểu nhà Trung Quốc. Là Khánh không thích. Làm cho bà con là phải đúng kiến trúc người Việt Nam mình. Thôi là cái đấy là Khánh để bên cạnh nhà bảo các bạn lái xe là lát nữa các bạn nó mang về. Ok tiêu ra tiêu. Bye bye. Chắc bạn ấy bán cho nhiều người quá nhớ nhầm thế này. Này này cho mang ra đây tí lại phải chở quay về mất thời gian quá. Cuidado, fazer assim. Fazer assim, não, mara. Sim. Fazer assim. Físico. Ok. Đấy phải cuộn vào như này thì nó mới không gãy tôn. Tá bom, Flávio. Để Khánh bạn gọi bạn Flávio ra đây nữa. Flávio. Flávio! Khánh gọi bạn ấy ra đây hỗ trợ nữa. Để chú làm cái rô dê đó. À, tiếp đây. Trong ngày 1, ngày 2 này là bạn nàng lại có thêm mái tôn mới. Quý vị khán giả chờ đón xem nhá. Lại mất thời gian để đổi lại. Không biết lúc nào bạn ấy chở cho Khánh cái nóc xuống. Ok, xin nhá. Đây cứ để vào trong nhà cộng đồng. Mà tê xa lò á. Em thương thì đang cắt cho các em nhỏ ở trong nhà cộng đồng.
cameraman có thể mốt ra Lily ta có ta cà bê lù cái liền xa tạm không cùi à nè cái liền xa lần đầu tiên được cắt tóc bằng tăng đơ các em nhỏ vẫn chạy lung tung ấy chắc là tí gần trưa mới có nhiều các em ở đây. Rồi Khánh lại ra bê vật liệu đây để quay cho quý vị khán giả xem một chút. Dạ vâng. Bắt ra cút vào. Ah, ok, cuidado, ah. Tá bom. Đây là món quà rất là ý nghĩa, mái nhà thứ ba là của cô Ngọc Nguyễn ở Úc. Là cô có tài trợ hỗ trợ cho bản làng là ba mái tôn và sắt. Thì là hôm nay là Khánh bắt đầu chuyển vật liệu đến. Là mái nhà thứ ba là của cô Ngọc Nguyễn. Thì đã thay mặt bà con bản làng là cho Y Khánh cảm ơn cô Ngọc Nguyễn rất là nhiều. Rất là vui mừng, rất là hạnh phúc. Bởi vì Y Khánh cùng bà con là nhận được sự hỗ trợ quan tâm của các mạnh thường quân Việt Nam. Thì là bà con sẽ có những cái mái tôn đỏ rất là đẹp theo phong cách và đúng kiến trúc Việt Nam mình, nhà ba mái. Hôm nay là chỉ có một nỗi kỹ thuật một chút là bên cửa hàng người ta lại mang cho xuống bản là cái mũi tôn nó lại hình cuốn như này các bác. Khánh chọn là chọn cái hình như thế này cơ. Hình chữ V cơ, nó mới đẹp nên mái nó mới nhọn sắc, nhìn mái nó mới cứng cáp. Nó vuông thành sắc cạnh nó mới đẹp. Là lại phải mất công để bảo các bạn là lái xe là của cửa hàng này thay đổi. Thì hôm nay là Khánh mua thêm sắt phi 12 với sắt 6 xuống để chuẩn bị sang cửa của các nhà tiếp theo. Chưa ra vào đồng tâm này nhá. Sì. Mate tudo sabe de mim? Mate bare bare sabe de mim? Tira esse amigo sai. Mate sabe de mim, baba. Mate sabe de mim? Sì. Tá bom, mate ali. Thế Khánh bảo các ba là cứ để ở đây tạm nơi đã để cho các bạn lái xe bạn đi về đó. Tá bom. Vâng, ta có bắt xa cùng... Dạ, bắt xa. Ok. À, ta rồi tanh tem bố. Ta ra rẻ. Ok. Khánh vừa bảo các bạn lái xe là mang nó xuống buổi chiều thì tốt. Để Khánh còn sắp xếp công việc. Cảm ơn, sao bắt đầu. Ok, bắt đầu. Ám ơi, cổng ra hả? Tá bom? Obrigado. Ok, vai bem, já? Ok. Fala, Bruno, já? Tá bom? Depois traz aí, já? Obrigado, já? Tá bom, tchau. Tá bom? Papá, Lili tá com a criança. Depois, filho, te sigo, fala, Vero, traz aí, já? Com a bonita criança. Vero! Te sigo, fala, Vero! Leva a criança aqui, depois conta. Sim, criança. Cabelo tá muito comprido. Conta bonito. Tempo agora tá
Tao bông. Đây mọi người mời ông cắt đằng sau tem này bao giờ mới cạo được hết cái đầu nhỉ? Có sự đầu nhiều gấu này á? Này là do thời gian rồi không có thắng. Ừ. Đâu cái tóc bên này thì mọi người á còn gội đầu, làm gì có dầu gội đầu đâu đúng không? Thì cứ bôi nước lên không? Đây quý vị khán giả có thể xem ạ. Trắng đầu này có phải lấm không nhỉ? Không, cái này không phải lấm hết anh ạ. Ừ. Mình chốt cho gầu. Quan đồ đi đi chăm mốt tao vô xế. Linh bà bây nhá. Để bôi lăn lăn này nhá. Ba nhá, Linh bà bây KB xả tao bố. Ui dồi ôi, nó thành từng mảng rồi nhỉ. Ê hồi ơi. Bà đầu hơi chất lượng ấy. Ôi ơi. Nó kiểu như nó tráng một lần. Lần trắng ấy. Bắt đầu ơi, dày này. Đứa tháng thì tranh thủ, anh tranh thủ cắt cho các em ấy một lần nhá, cho nó sạch ấy. Hôm nay mình mới để ý này, đầu này như thế này thì là mình cứ nghĩ là các em ấy mọi lần mình có nhìn thấy trắng đâu, chỉ nhìn thấy tóc thôi. Xuống tranh thủ buổi trưa lúc mình làm ấy, xong rồi cắt cho các em ấy cho sạch. Chứ mọi người toàn cắt bằng dao tem nó lâu lắm. Thôi em chỉ cắt qua thôi, để cho các em ấy vệ sinh sạch sẽ xong là tính sau. Tà bò á. Các amiga thì là không cắt được, các bạn nữ thì là đều tóc bện rồi, chỉ cắt cho mỗi bạn nam thôi. Thôi em cắt tóc cho các bạn đấy nhá, bây giờ anh lại lên làm với chú lốt. Tao đất phê đồ. Để Khánh vừa cho nhận vật liệu xong thì là chú với cả các bạn thanh niên là cũng vừa chèn xong cái bên này rồi. Và bây giờ là Khánh với chú là chèn nốt ở bên này. Thế này ngày 1, ngày 2 sắp xếp là bắn được tôn đẹp rồi. Nó cứng khôn. À. Chơi thôi. Cho lên trước đi bố. Sắp có nhà đẹp nữa rồi. Quý vị khán giả là xem video thì ủng hộ Huy Khánh cùng bà con nhá. Cổ vũ Huy Khánh cùng bà con. Cứ từng cái nhà một xong là cảm thấy rất là vui. Hết mệt luôn. Hôm nay ông trời cũng thương là trời nó cũng không nắng quá có nhỉ. Phở ra view rồi. Đó ra rê quà nhá. Rê quà, đôi rê quà, đôi mét rùa. Cùng massage. Khánh hôm nay là sẽ để cho em phải la view thực tế. À quá. Ok. Đây, con lê ta kia. Để anh cái con dao. Đấy. À vừa phải một lần ấy. Ừ. Hôm nay tự thực tế, tự tay làm nhá. Cho trải nghiệm luôn. Cái để làm là xem biết làm không. Ok. Tới nước rồi, đây giờ em làm đi. Aki, Marco. Ai qua tới kia. Nào nó sẽ cả. Đây phía cạnh bài xuống. Đây vừa đây em. Ok. Phase tu bố Levanta. Ok. Mẹ tê tu lên bài xuống. Để bôi mẹ tê. Mẹ tê đi được qua Aki á. Anh hướng dẫn em đấy để cho em đấy lần sau biết làm. Vì hai nhà trước là Khánh và chú tự làm. Đấy em làm đi. Ta vé đi được qua Aki. Ok. Phê xả bên phó là cũng đem đủ. Aki massage. Tự tay làm đi để cho nó nhớ. Tú đủ ca già pha ra xinh nhá. Aqui já fazer, agora mete ferro também igual. Depois safa, nem cima, ok?
Dan Trufo Rafesa. Ah, tá bom, pulei tu. Ok, fazer lá em cima. Quando lá em cima igual, meter régua. Ou meter fio. Meia, subir, ok? Tá bom, aqui. Tá aqui, massa, tá aqui. Meter lá em cima. Đấy. Em nào có đèo không quý khán giả? Rất là đẹp luôn ạ. Levanta ferro. Mete massa. Rồi. Ok. Mete auto đấy qua lì. Bulito. Agora fecha. Các bạn thanh niên là các bạn chỉ cần làm vài lượt là quen thôi. Anh dạy các em như này thì để cho các em ấy quen thôi. Massage nó bớt để massage ferro. Cota tudo lá em cima. Ok, ferro igual a parede, tá bom? Deixa ferro tu ferro. Ok, fecha. Anh đào tạo xong bằng bao nhiêu cái nhà mà không giỏi nữa thì người ta cười cho. Tá bom. Agora, vê. Tá bê tu. Tá vê. Aqui, régua. Régua. Tá vê, tá bê tu, né? Vê. Vê, dessa levantar assim. Tudo igual. Agora, tira. Mete massa lá embaixo. Depois mete régua. Fazer igual. Mete. Ok, agora. Mete ferro. Vê. Fazer. Pegar aqui. Pegar aqui, fazer. Já tá, né? Tá. Tá mais um. Levantar, meter. Aumentar o caro. Rồi. Meter igual. Pegar mal aqui. Tá? Bom. 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 Tá bom. Fecha. Tá? Tá vê? Ir igual. Vê? Bom. Tudo casa, fazer assim, hã? Tá bom. Lần sau anh sẽ cho em đi làm. Ok, fecha dentro fora. Sempre deixa aberto assim, deixa depois parafuso entrar. Thế là ok rồi. Thì là trong thời gian tới là đây là Huy Khánh đang hướng dẫn các em thanh niên là sẽ Aki Flavio với Aki Akaba Aki continua fazer igual á Aki já tá bom vê tá bem já bonito agora só fez a massa quare đi quare 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 passa bây giờ là Khánh để bạn ấy với cả chú làm nốt ba cái đường này nữa là xong. Thì là trong thời gian tới là Huy Khánh cũng có một số cái là để hướng dẫn các em nhỏ, để cho các em nhỏ ở đây vì không có sự học hành nên là còn thiếu cái con chữ rất là nhiều. Thì là trong thời gian tới là Huy Khánh cùng mấy bạn ca lột, thì trước đây là bạn cameraman thì là bạn ca lột đang ở cùng với Huy Khánh, thì là cũng có dạy học cho các em nhỏ ở Angola, ở khu bạn ấy ở là mấy năm. Thì là Khánh sẽ hướng dẫn bạn ca lột là nói tiếng Việt và sẽ đổi từ tiếng Việt sang tiếng Bồ, là sẽ Huy Khánh cùng với cả bạn ca lột là sẽ lên lớp, sẽ mua cái bảng là thành lập gọi là một tuần gọi là hai buổi để tranh thủ sẽ hỗ trợ là các em đấy, các em nhỏ để cho biết nói tiếng Việt và biết nói tiếng biết thêm nhiều con chữ tiếng Bồ. Thế là trong thời gian tới là Khánh sẽ triển khai cái lớp học đấy, lớp học một tuần khoảng hai buổi thôi. Thì là ở nhà thì có thời gian buổi tối thì là Khánh sẽ hướng dẫn bạn ca lột trau dồi thêm tiếng Việt. Còn tiếng Bồ thì bạn ca lột nắm chắc ngữ pháp rồi thì là sẽ hướng dẫn các em với tiếng Bồ. Còn đâu là câu từ nào khó chuyển đổi tiếng thì là Khánh sẽ hỗ trợ bạn ca lột làm sao mà hai anh em sẽ đào tạo cho dạy học cho các em nhỏ là biết con chữ vừa biết
nhiều tiếng Bồ và biết nhiều tiếng Việt. Chứ không hẳn là chỉ là từ cảm ơn người Việt Nam mình. Khánh cũng muốn là sau này là khi bản nàng xong thì các em cũng có một số em xuất sắc thì có thể là nói được tiếng Việt, cũng có thể là nói chuyện được với chú, với Khánh hay là với các mạnh thường quân, mỗi khi đến bản mà nói bằng tiếng Việt Nam mình thì rất là tuyệt vời, đúng không nhỉ? Thì là quý vị khán giả cùng chờ đón cái ý tưởng đấy, cái lớp học đấy của Huy Khánh nhá, trong thời gian tới thôi, ngắn thôi, chắc là vài ngày tới là Khánh đã triển khai rồi, bởi vì Khánh có trao đổi qua với bạn Ca Lột là như vậy. Ông mentor massage em, ông mentor massage bao cao đủ, aki phao tả, để cho vuốt vuốt hai bên cho nó bằng 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 sắt đi, vuốt vuốt chéo xuống. À, ok. À bông, đấy, đúng rồi. Ok. Đi tâm anh nhá. Ở trên ở dưới, đấy cho em làm đúng như thế. Palavel, Ali tâm ơi, Aki tâm ơi. Ok. Ừ. Thôi rồi, chú với Khánh vừa xong rồi. Bây giờ là Khánh sẽ đảo ra chỗ các mama ba ba là xem là cuốc đất như thế nào. Giờ cũng gần trưa rồi thì là một tẹo nữa thì Khánh sẽ bỏ các mama ba mama là nghỉ ngơi. Thế nó cắt tóc cho các em nhỏ xong rồi em. Các em nhỏ sướng không? Quá sướng như này được rồi vậy là. Ừ. Chị xinh gái xuống cắt cho quá sướng, lại cắt bằng bằng máy thế, bởi vì mọi người đây toàn cắt bằng dao kem thôi. Đúng rồi. Ta bông ba. Mui từ te đã. Đu đủ á. Para tiêu si cù mà te a quá. Là Khánh ông vẫn bảo chú si cù là cho tưới lướt từ hôm trước để cho nó ngấm xuống, xong để mọi người cuốc ra như này, cuốc được một từng từng ấy như này xong là mình lại tưới nước thì rất là tuyệt vời. Đất là rất là cứng. Đây này, Khánh lấy cái cuốc cân cuốc cho quý vị khán giả xem này. Quý vị khán giả xem ạ. Rất là cứng luôn ạ. Rất là cứng luôn. Mùa khô. Nó là đá luôn ạ. Cái này là nó có lần xoáy, lần cắt vàng. Ta mua từ đi rồi đấy. Ui, từ đâu đủ. Thành một cái ngấn cắt vàng luôn đấy. Rất là cứng luôn. Đấy, quý vị khán giả xem ạ. Đấy, mùa khô là như vậy. Nên là... thành một... Đây này, thành một cái phiến cắt vàng này. Và... cái phiến này là cắt vàng này. Có cả xoáy, cả đất đấy, trộn lẫn với nhau mà. Rất là cứng. Thành thớ luôn. Vâng. Ta bông. Chú đó Aki pha dây được qua á, mama. Đẹp bôi mà te đô về. Hôm nay thời tiết dâm này, giờ gần 12 giờ rồi mà đẹp trời thật đấy. Hôm nay cảm ơn Thương nhá. Các em nhỏ ăn đấy là một cái kỷ niệm đẹp của bà con này. Em xuống chơi, rảnh rỗi xuống chơi. Cứ lúc nào rảnh rỗi thì cứ alo anh, hai vợ chồng xuống chơi với bà con. Có những cái buổi như này thì là bà con rất là vui, bởi vì có người Việt Nam mình đến. Bởi vì hôm trước là cũng có anh Quyết xuống dưới này thăm hỏi bà con. Thì lại có thêm Lily nữa. Người cũ, mạnh thường quân cũ xuống chơi với bà con. Mama. Mama. Cái tên cá bồ phù. Otro dia cuando fazemos festa. Mama fala Martin á. Martin fala Lily cùng bao lô vi fazer ui nhỉ. Dạ vô mama vai cùng em festa. Tá bom? Ô tên casamento nào ấy. Khánh bảo bà. Tá bom. Xem bữa ăn của nó phát ra đồ bốn nó có gì gì. Gì? Khánh bảo bà con là. Khánh bảo bà con là sau này có những cái buổi tiệc gì hay là có đám cưới gì gần đến ngày thì là bảo với Huy Khánh. Thì là Huy Khánh sẽ bảo em Thương xuống dưới bản là chơi xong là sẽ sơn cho bà con là một số bộ móng tay đi ăn cỗ cho nó vậy là nó có thêm gọi là cái sự gọi là khác lạ, sự mới lạ mà có những cái bàn tay đẹp yên cỗ. Còn đâu giai đoạn này thì là bà con là đang đóng gạch suốt ngày vậy là ấn vào gạch thì nó bẩn thì là cũng không sơn móng tay làm gì. Mấy nữa thì Khánh cũng sẽ mua găng tay cho bà con để làm sao cái găng tay cao su ấy để cho bà con là giữ gìn cái đầu ngón tay nó không bị mòn. Thì hôm nay là rất cảm ơn Thương. Thì bây giờ lắng rồi thì là Khánh cũng sẽ cho bà con nghỉ ngơi. Mama baba đi can xá. Aguarda ta qua gì mê đi à đi can xá cu mè.
Đây là các bác cô chú anh chị là xem video của Huy Khánh thì là ủng hộ Huy Khánh cùng bà con. Hôm nay là chú cháu Huy Khánh cùng các bạn thanh niên là cũng đặt xong sắt của nhà ngôi nhà thứ hai. Tổng từ khi xây là đặt sắt của ngôi nhà thứ ba và chuẩn bị lợp mái tôn. Hôm nay xe vật liệu thì cũng đã đến bản rồi. Thì trong ngày 1 ngày 2 thì Khánh sẽ sắp xếp làm sao mà bản làng sẽ thêm một mái tôn đỏ nữa. Hy vọng rằng là sẽ nhận được sự quan tâm yêu thương của tất cả quý vị khán giả và các mạnh thường quân luôn luôn theo dõi, cổ vũ động viên bà con. Hy vọng rằng là tất cả những clip của Huy Khánh đang hỗ trợ bà con ở đây thì cũng đã chạm vào đến trái tim của quý vị khán giả. Thì rất mong mọi người ủng hộ Huy Khánh thật nhiều nhá. Mong mọi người sẽ lan tỏa tất cả những điều tốt đẹp này với tất cả những khán giả Việt Nam. Còn bây giờ thì là trưa rồi, để Khánh cho bà con nghỉ ngơi. Và Tiêu, em hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Xin chào. Xin chào. Xin chào.